Mến chào cô chú bác anh chị em gần xa đã trở lại kênh Cây Kiển Bông Trang dân Úc kính mến. Thì hôm nay vào buổi sáng, dân Úc chia sẻ cùng với cô bác anh chị em gần xa vài loại bông trang và một số cây giống mà dân Úc gieo trồng. Và đầu tiên thì dân Úc giới thiệu cây vàng son hoa mai. Cây đang tỏa sáng những búp bông vàng son hoa mai. Cây giống tơ và tiếp theo thì giống cũng hạo chi tiết chiều cao và tán ngang hoành gốc cho cô bác anh chị em xem nhận định. Cây có chi tiết chiều cao là tầm 4 tấc, tán ngang 4 tấc có hơn, và hoành gốc thì nhỏ hơn ngón tay nha anh chị em, mình gốc nhỏ hơn ngón tay một cốt. Vàng son hoa mai cây thứ nhất, và tiếp theo là cây thứ nhì. Cây này cũng đang có búp bông và chi tiết chiều cao của cây thứ nhì cũng là 5 tấc, một cặp tương xứng nha anh chị em, 5 tấc, và hoành gốc thì nó cũng bằng bằng ngón út. Cây có củ đế, cây thuần mô, một cặp vàng son hoa mai. Cô bác anh chị em yêu thích cặp trang vàng son hoa mai này, em út giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa với giá, với giá là 900k dân Úc bao ship vàng son hoa mai, một cặp tương đối xứng của anh chị em. Cây thì đang có búp có nở, và nói tiếp thì dân Úc giới thiệu cạnh bên là cây tiếp theo là cây tím lá mai. Tím lá mai thì cây này cũng đang có những búp bông như thế này, có những búp bông này đang gần tàn, có những cái búp búp đang chuẩn bị tỏa sáng. Trang tím lá mai. Và tiếp theo thì ngút hạ hoành gốc. Hoành gốc thì cây này nhỏ hơn ngón út nha anh chị em. Nhỏ hơn ngón út. Có chiều cao là tầm 4 tấc, tán ngang cũng 4 tấc. Tím lá mai. Và cây tím lá mai này dân Úc giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa là 350k dân Úc bao ship tím lá mai. Và kế tiếp là cây số 3 là cây phụng hoàng cam, cây tơ, cây có chiều cao tầm 7 tấc có hơn, tán ngang thì 4 tấc có hơn, phát triển được vài trực đọt, một thân một cốt giót đọt, và độ thoát thân là đến di cành là 4 tấc có hơn. Phụng hoàng cam. Tiếp theo những Úc cũng hạ hoành gốc, thì hoành gốc nó nhỏ hơn ngón tay nha anh chị em, hoành gốc nhỏ hơn ngón tay. Chiều cao là tầm 8 tấc, phát triển được 1, 2, 3, 4, 5, 5 chi tược. Cây phụng hoàng cam này dân Úc giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa 500k dân Úc bao ship phụng hoàng cam. Và nói tiếp thì đến cây số 4 là cây mỹ đỏ cánh bầu, đang tỏa sáng những búp bông màu đỏ rực tươi thắm rất là đẹp nha anh chị em. Mỹ đỏ cánh bầu, trang giống mới,
Cây đang có những búp bông, bỉ đỏ cánh bầu. Cây số 4. Cây này có độ thoát thân đến chi cành là 4 tấc. Chiều cao là trên 1 mét, tán ngang 6 tấc. Đang phát triển những búp bông, bỉ đỏ cánh bầu. Cây số 5, cây số 4. Bỉ đỏ cánh bầu, cây số 4 của anh chị em. Và quanh gốc thì có củ đế của bác anh chị em. Gốc củ đế đẹp, đều bốn mặt, thì tầm bằng ngón trỏ, tầm 5-6 hoành. Bỉ đỏ cánh bầu. Cây số 4, bỉ đỏ cánh bầu, gốc giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa, với giá là 1,4 triệu nha các anh chị em, 1,4 triệu những gốc bao ship. Thì trang giống mới thì loại cây giống cũng mắc nha các anh chị em, rất hiếm trên thị trường, màu đỏ tươi thắm rất là đẹp. Bỉ đỏ cánh bầu, trang giống mới. Cây này cô bác anh chị em yêu thích giao lưu về các nhân giống cũng tầm 10 mấy 20 đọt nha các anh chị em. Màu đỏ tươi thắm rất là đẹp. Cây số 4. Và tiếp theo Nhân Úc giới thiệu cây trang. Cây trang giống mới có tên gọi là đỏ vàng lá kép. Đây là một bông của cây đỏ vàng lá kép, màu rất là đẹp. Thì loại này rất là xuyên bông xuyên hoa các anh chị em. Đây là những búp nụ của cây, cô bác anh chị em yêu thích giao lưu về chiêm ngưỡng mật bông nha. Cây đang chuẩn bị chớm nụ như thế này. Thì những cái đọt chủ như thế này thì bông nở rất là to các anh chị em, màu hoa rực rỡ rất là sáng. Thì điển hình những cái chi tược bông gần tàn như thế này, nó đang còn cái độ màu bông. Cô bác anh chị em xem, mỹ đỏ, đỏ vàng lá kép, cây tơ. Thì tiếp theo những chi tiết chiều cao và hạ hoành gốc. Cây này có hoành gốc tầm 5 hoành bằng ngón trỏ, dưới gốc cũng đang đâm lên 4-5 chồi tược cây giống, và độ thoát thân đến chi cành là 3 tấc rưỡi nha các anh chị em, gần 2 gang đến chi cành. Và chiều cao thì nó 7 tấc, tán ngang 3 tấc. Đỏ vàng lá kép, trang giống mới. Và cây đỏ vàng lá kép này những gốc giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa là 900k những gốc bao ship. Đỏ vàng lá kép. Mã số 5, đỏ vàng lá kép. Và tiếp theo là Nhân Úc giới thiệu trang giống mới có tên gọi là Hoàng Kim Cam. Hoàng Kim Cam của anh chị em. Thì loại là trang giống mới, nên chưa có cây bự của anh chị em. Nhân Úc đã gieo trồng được 2 cây. Và đây là mặt bông của cây. Độ bông nó nở dày đặc như thế này, và nó có màu hường cam. Hoàng Kim Cam. Và mặt lá nó cũng một họ với phụng hoàng lửa và hoàng kim đỏ nha các anh chị em. Nó cũng tương xứng giống nhau vậy. Và đặc biệt thì cái búp bông nó nở dày đặc và có độ tròn rất là duyên dáng nha các anh chị em. Hoàng Kim Cam. Loại này rất xuyên bông xuyên hoa.
cái hoàng kim cam trang giống mới này, cái nút giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa 800k, cái nút bao ship hoàng kim cam. Và nó tiếp thị nó cũng hạo chi tiết hoành gốc, thì cây này có hoành gốc là tầm 5 hoành, tầm 5 hoành của anh chị em bằng ngón trỏ. Thoát thân đến chi cành là 1 gang, chiều cao là 9 tấc có hơn, tán ngang những gốc kể 5 tấc, hoàng kim cam. Cô bác anh chị em thích giao lưu trang giống mới này về chiếc hai chi tược này, hay là các nhân giống cũng được một số cây giống của anh chị em, thì thành một thân một cốt giót đọt tàn thông hoàng kim cam. Và nối tiếp thì Vân Úc giới thiệu cùng với cô bác anh chị em gần xa là một loại trang giống mới, cây giống tơ, cây thuần chậu, đó là cây mỹ đỏ lá dài các anh chị em, mỹ đỏ lá chung mà lá dài. Đây là một bông của cây, cây đang có một búp bông như thế này, và mặt lá nó xanh và có độ dài như thế này. Mỹ đỏ lá dài, trang giống mới. Cây có chi tiết chiều cao là đến mặt độ bông là gần 9 tấc. Cây một thân một cốt, trang giống mới. Đang phát triển được 1, 2, 3, 4 chi tược. Và một tược chủ có cái bông màu qua đỏ hồng tươi thắm rất là đẹp nha anh chị em. Đỏ hường hường, cam cam. Và đây là trang mỹ đỏ lá dài, trang giống mới, cây thuần chậu. Và cây mỹ đỏ lá dài, trang giống mới này, Vân Úc giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa là 400k, Vân Úc bao ship. Cây số 7, trang giống mới, mỹ đỏ lá dài. Và đây là mặt bông của cây. Và nói tiếp thì kế bên là cây tím sen Vĩnh Châu, cây ghép gốc Mỹ Hồng, cây thuần chậu. Cây đang có những búp bông tỏa sáng, tím sen Vĩnh Châu, hoa thơm, hoa thơm các anh chị em. Thì thực tế Vân Úc cũng đã đang ngửi thì đang có mùi hương thơm rất là dễ chịu, tím sen Vĩnh Châu, hoa thơm, ghép gốc Mỹ Hồng, cây thường chậu đang phát triển những chi tược rất tốt, bông thì có búp có nở các anh chị em, mùi hương thơm rất là dễ chịu, rất thoải mái. Và tiếp theo thì Vân Úc cũng chi tiết hạo chiều cao và tán ngang cho cô bác anh chị em xem nhận định nha. Cây gốc Mỹ Hồng này tầm bằng ngón nhỏ hơn ngón tay một chút, và chi tược thứ nhất là từ trứng ghép lên nơi đây đến chi tược đọt bông là nó tầm 4 tấc, và phát triển được 1 2 3 4 5 6 6 chi tược thứ nhất. Tiếp theo là chi tược thứ nhì, từ trứng ghép nơi đây đến đọt bông là tầm gần cũng bằng 4 tấc các anh chị em. Tầm gần 4 tấc. Phát triển được 1 2 3 4 5. 4 5 chi tược nữa. Đó là chi tược thứ hai. Và chi tược thứ ba là chi tược chủ. Từ trứng ghép đến đọt tầm 3 tấc có hơn. Phát triển được 1 2 3 4 5. 4 5 chi tược. Thì cây này cân bằng tương đối, phát triển điều tàn các anh chị em.
có búp có nở. Cô bác anh chị em giao lưu về chiêm ngưỡng mặt bông tím sen Vĩnh Châu nha, và tận hưởng mùi thơm ngọt ngào rất là dễ chịu. Và tiếp theo là chi tiết, cây có chi tiết chiều cao đến chứng đoạn là tầm 7 tấc, 8 tấc cái ngang của anh chị em, và tán ngang là 6 tấc có hơn. Và cây tím sen Vĩnh Châu mã số 8, những gốc giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa là 800k, những gốc bao ship. Chậu này cũng to, ship cũng nặng của anh chị em. Chậu này to, độ lọt lòng nó hơn 1 gang tay. Cái ship cũng rất cao. Và nói tiếp thì Dân Út giới thiệu cùng với cô bác anh chị em gần xa một số cây giống, bao gồm trang giống mới, trang đột biến, cho cô bác anh chị em gần xa yêu thích siêu tầm, giao lưu về chiêm ngưỡng cho mình sở hữu một loại trang giống mới nha các anh chị em. Và nói tiếp thì Dân Út sẽ chi tiết cho cô bác anh chị em xem một số cây giống. Và đây là Dân Út giới thiệu một cặp trang giống đột biến từ cây hạt vàng son Cần Thơ. Đọt nó màu đỏ như thế này. Và đặc biệt thì chân nó đỏ và cái cánh bông nó đỏ, nó chuyển màu ra màu đỏ, và cánh nó rất là to nha các anh chị em. Nó to hơn vàng son Cần Thơ gấp 3 lần, 4 lần. Cánh bông rất là to. Thì cô bác anh chị em yêu thích giao lưu với Dân Út thì Dân Út sẽ chia sẻ mặt bông mà Dân Út đã chụp lúc cây Dân Út ương lớn đang có bông. Và tại cây đó hiện tại bây giờ Dân Út đã giao lưu cho khách nên chưa có mặt bông hiện tại bây giờ. Và Dân Út đã chụp lúc cây đang có bông lưu vào máy và chia sẻ giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa yêu thích nhận định mặt bông nha. Thì cặp vàng son hạt đột biến từ vàng son Cần Thơ, cặp trang giống. Thì mỗi cây trang giống như thế này tầm một đọt, có chiều cao là gần một gang, có cây thì hơn một gang. Thì Dân Út giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa là một cây là 250k, một cặp là 500k, nút bao ship. Vàng son ương từ hạt và đột biến thành vàng thành màu đỏ nha các anh chị em. Cánh bông màu đỏ, cánh bông nở rất là to. Và chân nó đỏ, rất là đỏ. Cặp trang giống số 9. Và tiếp theo thì Dân Út đổi cây cặp trang giống đột biến vẫn là vàng son hạt Cần Thơ. Bông nó màu vàng và đây vẫn đang có bông cho cô bác anh chị em xem nhận định. Cặp chân giống số 10. Và đây là cặp chân giống số 10. Và vẫn là đột biến từ hạt vàng son Cần Thơ. Thì cặp loại chân giống này nó chuyển quá không còn chân son nữa mà nó chuyển quá đột biến thành cái chân nó màu vàng như thế này. Và cánh bông thì nó nhọn và búp bông thì nở dày đặc rất là đẹp. Và đây là cây giống thì nó có đậu nén. Thì Dân Út đã chụp cây bố mẹ ngoài đất, Dân Út đã gieo trồng thì búp bông nở dày và bằng tay mình có thể cầm không giáp, mà qua vàng anh tỏa sáng rất là đẹp. Và đặc biệt thì lá nó dày, nó có độ mo như thế này, và nó lá nó to hơn vàng son Cần Thơ. Và nó có độ mo và rất là dày, giống như lá mũ nha các anh chị em. Thì cây cặp chân giống đột biến từ hạt vàng son Cần Thơ, chân giống mới, Dân Út giao lưu một cặp như thế này đồng giá là 250k là một cây, một cặp 500k, Dân Út bao ship. Và tùy theo cô bác anh chị em lựa chọn nha. Cũng như điển hình như bên đây thì có những cây đang phát triển cao hơn
tầm 1 gang để phát triển cũng được 2-3 chữ được đọt như thế này. Tùy theo cô bác anh chị em yêu thích lựa chọn. Điển hình thì một cặp như thế này thì ngút giao lưu là 500k, ngút bao ship, trang giống mới. Thì mỗi mặt bông dân Úc sẽ chia sẻ qua Zalo thực tế cho cô bác anh chị em yêu thích xem và nhận định nha. Và nói tiếp những Úc đổi cây. Và tiếp nối là những Úc giới thiệu mã số 11 là cây trang Mỹ Hường. Mỹ Hường dòng đầu anh chị em. Cánh nhọn bông đậm. Và đây là mặt bông của cây. Cây này ảnh hưởng do thời tiết nắng cao độ quá, nó bị táp bông như thế này các anh chị em. Búp bông nở rất là to, màu hường đậm đà rất là đẹp. Và cây này thì một cốt đang phát triển nhiều tược đọt. Bông của cây màu hường đậm đà, cánh nhọn rất là đẹp. Mỹ Hường dòng đầu. Màu hường đậm đà rất là đẹp các anh chị em. Đây là những búp bông của cây. Có búp, có nở và có độ nở độ tàn. Cô bác anh chị em xem nha. Mỹ Hường. Cánh nhọn, bông đậm. Và có những cánh vàng kem. Cây thuần mô. Và tiếp theo thì dân Úc cũng ngắt một bông vàng hường đột đỏ so sánh cho cô bác anh chị em xem giữa hai mặt bông Mỹ Hường và màu bông vàng hường đột đỏ cho cô bác anh chị em xem nhận định nha. Và đây là cây vàng hường đột đỏ cánh bầu. Cây này có chi tiết chiều cao là 7 tấc, tán ngang 7 tấc. Hoành gốc có phụ đế là tầm 10 hoành. Thoát thân đến chi cành là nó 4 tấc có hơn. Cô bác anh chị em yêu thích thì những Úc cũng giao lưu. Và tiếp theo thì dân Úc sẽ ngắt một bông vàng hường đột đỏ cánh bầu so sánh vào bông Mỹ Hường cánh nhọn bông đậm cho cô bác anh chị em xem nha. Và đây là bông vàng hường đột đỏ cánh bầu. Và đây là bông Mỹ Hường dòng đầu cánh nhọn bông đậm. Đây là hai mặt bông. Cô bác anh chị em xem. Rất là đẹp đúng không anh chị em. Bông nở rất là to, màu hường đậm, cánh nhọn. Wow, nó đẹp lung linh tuyệt vời. Và cây Mỹ Hường này, những Úc giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa là 1.200.000, những Úc bao ship. Thì có một loại Mỹ Hường bông lợt thì nó rẻ nha các anh chị em. Tầm 400-450 đến 500, tầm khoảng như cây này. Thì đặc biệt thì dân Úc đã gieo trồng dòng loại đầu tiên thì cánh nhọn bông đậm thì giá trị nó phải cao hơn các anh chị em. Thì Úc quay thực tế mặt bông cho cô bác anh chị em xem nhận định. Màu bông rất là đẹp, màu hường đậm, có những cánh vàng kem xen kẽ. Cây mã số 11. Và nói tiếp thì dân Úc chi tiết hạ hoành gốc. Cây này có chi tiết hoành gốc tầm bằng gần ngón cái nha các anh chị em, tầm 6-7 hoành. Nó kể 6 hoành, thoát thân đến chi cành là gần 1 tấc. Chiều cao đến thực chủ này tầm gần 8 tấc. Cũng đang có búp bông như thế này, bông có nụ bông. Và tán ngang thì
có độ bung xè tầm hơn 1 mét. Cây thường mô. Và nói tiếp, Dương Úc giới thiệu mã số cây 12, đó là cây trang giống mới có tên gọi là vàng chân cam cánh bườm, đang có búp bông màu vàng anh đậm đà tỏa sáng rất là đẹp, những con chim cánh bông nở to màu vàng nghệ đậm đà rất sáng, đang có những búp bông như thế này. Cây thuần mô. Loại này cũng rất xiên bông xiên hoa các anh chị em. Và tiếp theo thì Dân Úc cũng quay chung quanh và đo hạo chi tiết quanh gốc, chiều cao tán ngang cho cô bác anh chị em xem. À, tiếp theo thì hoành gốc có chi tiết nơi vị trí này là tầm bự hơn con cái các anh chị em, bự hơn con cái một chút. Cây có củ đế và độ thoát thân đến di cành là 1 gang tay tầm 2 tấc, có chiều cao là 1m1, tán ngang 7 tấc, phát triển tầm mười mấy chi trượt. Cây thuần mô. Cây vàng chân cam lá cánh bườm. Dân Úc giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa là 800k, Dân Úc bao ship. Cây mã số 12. Và đến đây thì Dân Úc kết thúc video. Ngày mới Dân Úc kính chúc toàn thể cô bác anh chị em gần xa đang xem kênh cây kiểng được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất. Cô bác anh chị em xem kênh, yêu mến kênh, cho Dân Úc một đăng ký và một like, một chia sẻ, đặng Dân Úc có động lực sưu tầm những loại bông trang giống mới, giống đột biến, độc lạ, đăng lên Tubi cho cô bác anh chị em xem nha, và đón những clip video mới nhất. Mến chào cô bác anh chị em và hẹn cô chú bác anh chị em những clip video tiếp theo.